Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện rất nhiều những đoạn clip chia sẻ cảnh đi bắt lương bằng tay không vô cùng điêu luyện. Với những ai chưa từng trải nghiệm qua công việc này, thì khi xem đoạn clip trên sẽ khiến chúng ta hình dung rằng công việc này dễ như ăn kem. Chỉ cần ta đưa con mồi ra khỏi hang rồi đưa tay bắt chúng là xong. Thế nhưng sự thật thì công việc này chỉ dễ với những người đã có kinh nghiệm mà thôi. Bởi những con lươn, bất kể là lươn vàng hay lươn đồng quen thuộc, đều có phần cơ thể rất là trơn. Và ngay cả việc bắt chúng trong chậu thôi cũng là một thử thách khó rồi. Khi bắt lươn bằng tay thì không như thế này, phải đòi hỏi người khác phải vô cùng nhanh nhẹn, thậm chí có thể nói là nhanh như chớp. Căng đúng thời điểm và đưa tay ra bắt lấy con lươn. Khi đã chạm vào được con lươn rồi thì chúng ta phải nắm thật chặt, các ngón tay phải đan xen để đảm bảo được rằng con lươn sẽ bị giữ chặt trong tay của mình. Lươn là một trong những món ăn ngon được rất nhiều người yêu thích. Có rất nhiều món từ lươn như miếng lươn, lươn om chuối. Chúng ta có thể có nhiều cơ hội để ăn lươn, nhưng không phải ai cũng biết rằng bắt lươn khó như thế nào. Và nếu có cơ hội thì các bạn muốn thử bắt lươn theo cách này hay không?